Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hama Beauty. Và mình là Lala. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái tổng hợp về tất cả các loại toner của Kiehl hiện tại đang có sẵn tại nhà mình. Bây giờ thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở bên này, sơ sơ thì đã có 6 loại tất cả rồi. Và công dụng của 6 loại này như thế nào, phù hợp với từng loại da ra sao, thì ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu thêm nhé. Đây chính là toner hoa cúc, kẻ em đẹp thì quá nổi tiếng, quá hot rồi và hầu như mình nghĩ là ai cũng đều biết đến bạn này rồi. Bạn toner hoa cúc này thì có thể dành cho hầu hết các loại da, tức là từ da thường cho đến da hỗn hợp. Cái loại này thì mình dùng rất là thích luôn mùi thơm của hoa cúc. Ở bên trong này các bạn có thể thấy là còn có những cánh hoa cúc ở trong này nữa cơ. Sản phẩm thì rất là nhẹ dịu, thế nên là bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Mình sử dụng 2 lần trong vòng 1 ngày, tức là buổi sáng và buổi tối. Và loại thứ hai, đây là sản phẩm Oil Free Toner. Đây là loại dành cho từ da thường cho đến da dầu. Các bạn lưu ý là sản phẩm da dầu mà mình có thường thì là không có mụn, hoặc là có rất rất ít mụn thì mình nên dùng cái loại này. Cái loại Oil Free mà có cái màu xanh đậm như thế này nhá. Loại toner này thì mình có thể hoàn toàn sử dụng với cả tay không hoặc là dùng với cả miếng bông tẩy trang ấy. Đây là loại thứ ba mà mình muốn giới thiệu với mọi người, cái loại mà có màu xanh da trời như thế này. Đây chính là loại Blue Astringent Herbal Lotion. Loại này là dành cho da bị mụn này, da dầu và bị mụn. Sản phẩm này thì ngày xưa khi mà mình trị mụn thì mình đã rất là yêu thích, bởi vì cái độ lành tính này, an toàn này, và đặc biệt là rất rất phù hợp với những cái mụn đang sưng, đang viêm, những cái mụn mà kiểu cảm giác như nó đang bị hở mà mình rất lo ngại về việc phải chát cái gì đấy lên trên mặt ấy, thì cái này mình vẫn sử dụng được. Và tiếp theo là loại toner thứ tư, đấy chính là cái lọ mà có màu xanh của lá cây như thế này. Đây là loại Cucumber Herbal Alcohol Free Toner, tức là cái loại mà có màu xanh kiểu xanh lá cây như thế này. Sản phẩm này thì dành cho các bạn từ da khô cho đến da nhạy cảm. Và bạn toner thứ 5 đấy chính là sản phẩm Ultra Facial Toner. Cái loại mà có lọ màu trắng đục mà nó không phải là dạng trong giống như tất cả các loại còn lại. Thì đây là sản phẩm toner dành cho tất cả các loại da, ngoại trừ việc cân bằng da, cung cấp độ ẩm, dưỡng ẩm và giúp phục hồi làn da. Và đây là loại toner cuối cùng mà mình tin chắc là những bạn nào đang muốn tìm kiếm sản phẩm dưỡng trắng da an toàn, hiệu quả thì hãy nên cân nhắc. Đấy chính là bạn là thuộc nhà Kiehl, dòng Clary Corrective. Đây là dòng dưỡng trắng an toàn và rất 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 hiệu quả. Cái loại này thì dưỡng trắng này, đồng thời là còn giúp da của mình mịn màng, căng bóng. Thì bất kỳ sử dụng sản phẩm nào đây đi chăng nữa thì các bạn nhớ sử dụng kem chống nắng nếu như dùng vào ban ngày nhé. Và vừa rồi là mình đã tổng hợp lại cho tất cả mọi người, tổng cộng ở đây là 6 loại toner của nhà Kiehl hiện đang có sẵn tại nhà Hà Mai, phù hợp với tất cả các loại da, dù là da gì đi chăng nữa, các bạn da có nhạy cảm đi chăng nữa, có dầu này, có mụn, hay đặc biệt là bạn nào muốn dưỡng trắng da hoặc là da bình thường, da khô thôi thì vẫn có thể lựa được một trong số những em này. Bước toner là bước vô cùng đặc biệt quan trọng, đấy chính là một bước đệm. Giống như là bạn muốn thi đại học chẳng hạn thì bạn phải ôn thi đại học đúng không? Thì toner cũng giống như vậy. Thế nên các bạn còn băn khoăn và đợi chờ gì nữa? Hãng Kiehl là một hãng mà chắc chắn các bạn nên thử trong mùa hè này rồi. Bye bye! Nó bị mụn chỉ bị mụn khoảng tầm 1-2 tuần thôi. Bạn nào bị mụn dai dẳng thì vẫn nên sử dụng bạn này. Còn giống như mình thì bị mụn thời điểm thì có thể cân nhắc bạn này. Nhưng mà mình vẫn đều thích cả hai sản phẩm này. Đi thôi.